giới thiệu cho mọi người cái thước kẹp nhanh của hãng Consen ha. Đây, thước kẹp nhanh của hãng Consen. Thì cái này có giá là 95 ngàn. Consen được cái làm thì cái hàng này rất là chắc chắn, thanh này thanh thép nha, thép đặc. Đó, rất là chắc. Thép này chắc không bao giờ cong nữa. Cứng lắm nha mọi người. Cái cày tao dụ nước di chuyển nhanh đó. Thì tới đây rồi tao bóp thì nó sẽ lên. Đó, hoặc là bà tóm xuống tao đem xuống, không biết lên. Đó. Di chuyển nhanh. Còn cái này có tác dụng người ta gỡ người ta đảo đầu lại. Đảo đầu lại. Khi mà đảo đảo đầu lại thì cái gỡ cái chốt này nè. Cái chốt này nè. Để thử cho mọi người nha. Khi ta mở cái đảo đầu lại thì gỡ này ra. Gỡ ra luôn nha. Rút ra nè. Rút cái này ra. Đó. Và khi ta rút cái này nè, rút ra thì ta xả cái chốt này ra. Nha. Cái chốt này ta mở ra. Đóng cái chốt này ra mà ta rút này ra được. Cái đầu này ta quay ngược ở đây ta gắn lại thôi. Đó. Quay ngược lại ta gắn vô. Nha. Rất còn ốc à. Để ta gắn vô. Đó, quay ngược ra xíu ra thôi. Và ta rút cái chốt ra thì ta mới quay cái này ngược ngược trở lại nha. Rồi. Thử nè. Đó. Vô rồi ha. Này chốt ta gắn lại. Thì gặp nhanh thôi ha. Thì cái này nó có giá là 95 ngàn. Thì mọi người có nhu cầu liên hệ với tôi theo số điện thoại ở bên trên ha. Rồi thôi, cảm ơn mọi người.